Mến chào tất cả khán giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Chúng ta hãy dành ra ít phút mỗi ngày để đón xem những video của chúng tôi. Với những đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những video thật sự hữu ích để quý vị và các bạn có những phút giây thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Trung Quốc đón bão số 3 sau mưa lũ nghiêm trọng. Ảnh vệ tinh NASA tiết lộ choáng ngợp về độ lớn của bão số 3. Lũ lụt ở Trung Quốc và dịch COVID-19 tái bùng phát có thể kìm hãm sự phục hồi kinh tế của nước này. Bài học chống lũ ở Tam Hiệp dành cho Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bão Mujigae, bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc vào sáng thứ Ba, gây gió mạnh và mưa lớn tại khu vực phía đông của Trung Quốc. Theo trang The Weather, bão số 3 đổ bộ vào đất liền Trung Quốc vào khoảng 3h30 sáng thứ Ba theo giờ địa phương tại khu vực ven biển tỉnh Chiết Giang, với sức gió lên đến 130 km/h, giật 180 km/h. Bão số 3 hình thành vào ngày mùng thứ Bảy tuần trước và tiếp tục mạnh dần khi hướng đến Okinawa, Nhật Bản. Đến ngày Chủ nhật, cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo bão số 3 hướng về nước này, đồng thời dự báo bão sẽ gây gió mạnh và mưa lớn. Chính quyền địa phương tại các khu vực dự báo bị ảnh hưởng được chỉ đạo sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Bão số 3 tiếp tục mạnh lên vào thứ Hai tuần này và đi qua phía Bắc Đài Loan. Tờ China Daily dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự báo mưa lớn tại các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến từ trưa ngày thứ Ba, với một số nơi có thể có lượng mưa lên đến 200 mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, kịp thời di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm và kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo đài Fox News, các thành phố Ân Châu, Thái Châu tại Chiết Giang đã dừng hoạt động phà và một số tuyến xe lửa. Tại Phúc Kiến, ngư dân ven biển được sơ tán, trong khi các điểm du lịch đóng cửa và các công trường xây dựng tạm ngừng hoạt động. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão số 3 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc trước khi trở về biển và hướng về phía bán đảo Triều Tiên. Bão số 3 đổ bộ vào Trung Quốc, trong khi một số khu vực ở miền Đông và miền Nam nước này vẫn đang chiến đấu với lũ lụt tồi tệ trong nhiều thập kỷ. Nhiều nơi vẫn trong tình trạng báo động cao sau 2 tháng mưa lớn, đã làm ngập các thành phố dọc theo sông Trường Giang và sông Hoài Hà. Đập Tam Hiệp, nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới dọc theo sông Trường Giang, đã chịu áp lực lớn trong 3 trận lụt tồi tệ trong 2 tháng qua. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc ít hứng bão hơn trong năm nay, trong khi lũ lụt lại diễn ra nghiêm trọng hơn do mưa lớn kéo dài. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, mưa lũ ở 24 khu vực cấp tỉnh của nước này từ đầu tháng này khiến hơn 28 triệu người bị ảnh hưởng. Mưa lũ đã khiến ít nhất 158 người thiệt mạng, 16.000 ngôi nhà bị thiệt hại và dẫn tới tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới 64,39 tỷ nhân dân tệ. Vệ tinh Xiaomi NPP của NASA đã cung cấp cho các nhà dự báo hình ảnh choáng ngợp về mắt và đuôi khổng lồ của bão số 4 ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Mắt bão số 3 hình thành rất nhanh chóng. Theo quan sát qua hình ảnh vệ tinh từ Cơ quan Nghiên cứu Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, NOAA, ảnh vệ tinh cũng cho thấy dải dông bão dày tựa như một cái đuôi khổng lồ xoắn ốc quanh cơn bão lớn ở phía đông Trung Quốc. Bộ cảm VIZSV Silein Ferzaz Imaging Radiometer suốt của vệ tinh Xiaomi NPP hôm ngày thứ Hai tiết lộ bão số 3 đã hình thành mắt bão, mặc dù mắt bão chưa nhìn rõ vì những đám mây. VIZS cũng cho thấy những dải dông bão mạnh bao quanh mắt bão. Trong ảnh VIZS, một dải dông bão dày đã mở rộng hướng nam đông nam của mắt bão, tựa như một đuôi khổng lồ. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết bão số 3 dự kiến đổ bộ giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, thành phố Thượng Hải cũng chịu tác động của cơn bão này. Theo Fox News, các khu vực ven biển dễ bị tổn thương ở Trung Quốc đã được sơ tán. Các tàu cá cũng được gọi cập cảng trước khi bão số 4 đổ bộ mang mưa lớn cho phía đông Trung Quốc, trong bối cảnh phần lớn đất nước đang phục hồi sau đợt lũ lụt bất thường mùa hè năm nay. Dịch vụ phà và một số chuyến tàu hỏa đã bị ngừng hoạt động. 4.481 hành khách đã được rời khỏi các tàu thuyền ở các vùng biển ngoài khơi các thành phố Ân Châu và Tân Châu ở tỉnh ven biển Chiết Giang. Tại Phúc Kiến, các ngư dân ven biển đã được sơ tán, các điểm du lịch đóng cửa, các công trường xây dựng được lệnh ngừng hoạt động, các tàu thuyền đánh cá được lệnh tránh ra khơi. Mùa bão năm nay ở Trung Quốc theo Fox News là tương đối ôn hòa, dù lũ lụt lớn kể từ tháng trước dọc theo các hệ thống sông lớn của Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng, buộc diệu người phải sơ tán và gây thiệt hại hơn 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 7 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã tránh được suy thoái sau khi nền kinh tế tăng 3,2% trong quý 2 năm 2023, nền kinh tế lớn đầu tiên cho thấy sự phục hồi từ dịch COVID-19, sau khi GDP quý 1 lần đầu tiên giảm tới 6,8%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh vẫn là một điểm yếu của Trung Quốc sau bán lẻ, giảm 1,8% trong tháng qua, mặc dù đã cải thiện so với mức giảm 2,8% trong tháng trước đó. Báo South China Morning Post dẫn lời chuyên gia kinh tế trưởng của tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Rating châu Á-Thái Bình Dương John Roche cho biết, tiêu dùng vẫn còn yếu, doanh số bán lẻ đang ổn định,
nhưng ngay cả trong tháng này vẫn ở dưới mức được ghi nhận cùng với thời điểm năm 2022. Bên cạnh đó, con đường phục hồi của Trung Quốc có thể bị kìm hãm bởi những đợt mưa lũ trong 2 tháng qua và vỡ hoạt động sản xuất và xây dựng, động lực chính cho tăng trưởng của Trung Quốc trong quý 2. Giao Nghe, nhà thống kê cấp cao tại Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, các công ty nhỏ tiếp tục đối mặt với áp lực về cả cung và cầu. Ông Giao nói rằng một số doanh nghiệp báo cáo rằng các thảm họa liên quan đến lũ lụt đã gây ra sự gián đoạn cho hậu cần và giao thông vận tải, cùng với các vấn đề như lũ lụt trong các nhà máy, thiết bị và hàng tồn kho. Chỉ số sản xuất PMI của Trung Quốc trong tháng qua là 51,1, trong khi PMI phi sản xuất là 54,2. Các nhà phân tích cho biết, nhu cầu yếu và các biện pháp phong tỏa ở một số khu vực ở Trung Quốc để ngăn chặn làn sóng COVID-19 tiếp theo cũng tăng thêm áp lực đối với tiêu dùng. Ông Louis, chuyên gia cao cấp về kinh tế Âu Á tại Oxford Economics nói, những trận lụt đã tàn phá nhiều nơi, nhưng tôi nghĩ rằng ở cấp độ kinh tế vĩ mô, thiệt hại do lũ lụt không đủ lớn để thực sự ảnh hưởng đến tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. Ngoài ra, nó có thể có một số tác động đến giá lương thực, nhưng điều đó là ngắn hạn và không đáng kể, ông Ui phân tích. Tôi nghĩ rằng dịch bệnh COVID-19 có khả năng có tác động lớn hơn về mặt kinh tế vĩ mô, vì dịch bệnh ở một nơi có thể ảnh hưởng đến hành vi của người dân trên toàn quốc, khiến mọi người không muốn ra ngoài và tham gia các hoạt động một cách bình thường. Chính phủ Trung Quốc ước tính thiệt hại do lũ lụt ở 27 tỉnh có khả năng lên tới 144,43 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 20,6 tỷ đô la Mỹ. Phát ngôn viên Cục Thống kê Quốc gia Liu Aihuo bình luận về sự phục hồi kinh tế quý 2 của Trung Quốc nhận định thảm họa lũ lụt năm nay ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt ở một số khu vực. Trong khi đó, lũ lụt chưa qua, Trung Quốc lại đang tiếp tục hứng chịu những cơn bão mới. Hôm Chủ nhật, Biển Đông Trung Quốc nâng cảnh báo khẩn cấp bão số 4 lên mức 3, cơn bão số 4 trong năm tấn công Trung Quốc. Công ty chứng khoán Huatai Securities cho biết trong một báo cáo tuần trước rằng đầu tư tài sản cố định trong tháng này có thể giảm nhẹ từ 5,3 xuống khoảng 4 cho đến 4,5 do đầu tư vào cơ sở hạ tầng và bất động sản giảm vì mưa lũ. Theo thạc sĩ Dương Văn Ni, Đại học Cần Thơ đã lên tiếng phản bác những luận điểm nghiên cứu khoa học mới được Trung Quốc công bố về khả năng gây hạn của thủy điện. Nghiên cứu này là sản phẩm hợp tác giữa Đại học Thanh Hoa và Viện Tài nguyên nước Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc kết luận đập thủy điện nước này không gây khô hạn cho các quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong. Thậm chí, Trung Quốc còn khẳng định cắt đập thủy điện giúp giảm bớt vấn đề khô hạn bằng cách giữ bớt nước từ mùa mưa và tháo nước trong mùa khô. Tuy nhiên, tiến sĩ Dương Văn Ni, chuyên gia của Đại học Cần Thơ phản bác, đập thủy điện cung cấp nước cho mùa hè cắt lũ mùa mưa là thuyết minh của những người đầu tư làm thủy điện. Lập luận này không mới và cũng không có gì phải ngạc nhiên, bởi lẽ người làm thủy điện là những người phải đứng trên vai trò của một nhà đầu tư để đưa ra những lý lẽ ưu việt, có lợi cho mình. Nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại, và bản thân Trung Quốc cũng vừa phải hứng chịu những hệ lụy do chính hệ thống thủy điện của nước mình gây ra. Khi Trung Quốc phải chịu đựng những cơn mưa kỷ lục kéo dài hàng tuần, mực nước các con sông dâng cao, nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp liên tục ở mức báo động đã làm biến dạng, đe dọa sự an toàn của con đập này. Đứng trước nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp đã buộc phải xả lũ khiến nhiều thành phố của nước này chìm trong ngập lụt, vị chuyên gia nói thêm. Đây là bằng chứng xác thực nhất minh chứng cho những lập luận tốt đẹp về đập thủy điện của Trung Quốc là không thực tế. Quan điểm của tiến sĩ Dương Văn Ni cũng tương đồng với quan điểm của các nhà khoa học quốc tế. Nhà nghiên cứu Sibarion Piba của Đại học Western, Đức cho rằng các yếu tố môi trường như biến đổi khí hậu có ảnh hưởng tiêu cực, nhưng các con đập Trung Quốc là vấn đề trở nên trầm trọng hơn và phía Trung Quốc đã không làm gì nhiều để giảm bớt những lo ngại về các con đập của mình. Tổ chức phi chính phủ mạng lưới của người Thái xem việc giữ nước trong mùa mưa rồi xả nước trong mùa khô mà các đập thủy điện Trung Quốc đang làm là đi ngược lại với tự nhiên, vì lũ là điều kiện tự nhiên xuất hiện trong mùa mưa. Ngoài giữ nước, các con đập còn giữ phù sa, cát và sỏi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối video. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bản biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.